Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Ở tập trước thì mình đã có tìm được 4 lọ trác quỷ mới và đó chính là những trái Banedomi. Và theo như mình tìm hiểu một xíu thì trái này á sẽ biến mình trở thành một người lò xo với sức đàn hồi rất là cao luôn và có tới tận 3 kỹ năng để mình có thể thi triển. Trái thứ hai đó chính là trái Itonomi và đây cũng là trái mà ở tập trước mình không nhớ rõ nhân vật sở hữu á. Và mình đã nhớ rồi, đó là trái của tên Doflamingo, một người rất là mạnh và từng có khoảng thời gian bán hành cho Luffy luôn á. Rồi trái thứ ba đó chính là trái Toritorinomi của Phượng Hoàng Macro. Và đây là một trái quỷ thuộc giống như hệ Zoan vậy đó. Và mình có thể biến thành một con Phượng Hoàng Lửa với khả năng hồi phục rất là tốt luôn. Và trái cuối cùng đó chính là trái Nikunikunomi và đây cũng là trái của bạo chúa Kuma, người mà đã từng đánh bay Luffy bay mấy ngày liền trong một chạm thôi á, cực kỳ mạnh luôn. Và trong thời gian với hai tập thì mình cũng có thay đổi một xíu, mình đã dời những cái trái quỷ treo ở trong cái căn phòng nhỏ này vì mình thấy trong này không đủ sức chứa với lại nó không được thoáng đãng cho lắm á, nên mình quyết định sẽ lấy hết những trái quỷ ở căn phòng phía trên và sau đó dời xuống phía dưới giống như vậy nè. Nhìn khu vực này á nó cũng to hơn và cũng như là dễ dàng quan sát được những trái quỷ hơn á. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu treo những trái quỷ lên trên nhá. Đầu tiên thì mình sẽ treo trước 4 trái mà mình nghĩ là tốt nhất ở thời điểm hiện tại lên đây. Trái Tori nè, trái Ito, trái Niku và trái Bane. Đó, hiện tại thì 4 trái này và sau đó thì mình sẽ treo lần lượt hết những trái còn lại nhá. Và mình đếm sơ sơ thì có khoảng 23 trái quỷ trong này lận á các bạn ơi, rất là nhiều luôn. Và như mình cũng gần full những trái quỷ rồi, chỉ còn có một vài loại hơi hiếm mà mình chưa tìm ra thôi. Để sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm thêm rương kho báu và tìm kiếm nhá. Giờ thì mình sẽ bắt đầu cái công việc treo những trái quỷ thôi nào. A few moments later. Rồi và mình đã treo hết những trái quỷ mà mình đã sở hữu lên trên này rồi và mình sẽ cố gắng test lần lượt những trái này hết cho các bạn xem nhé. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ có một chuyến đi khám phá ở cái vùng đất khu rừng hoàng hôn một tí, vì trong thời gian với hai tập thì mình cũng có đi qua bên bển và kiểm tra một vài cái công trình và vô tình phát hiện một cái khu vực khá là bí ẩn, nhưng mà hình như ở bên đây thì mình không có nhìn rõ cái bản đồ cho lắm á. Để tí thì mình sẽ qua bên đấy và dẫn các bạn khám phá luôn. Và trước khi đi thì mình sẽ mang theo một trái táo giống như là táo kim cương vậy đó và ăn thử trước một trái coi coi nó sẽ cho mình những cái gì nhá. Táo này thì mình nhặt được khá là lâu và nó cho mình kìa sức mạnh đào nhanh, kháng cự và hấp thụ nữa. Ui, một loại táo cực kỳ tốt luôn. Và cái này có công thức chế tạo không vậy? À, trái này là táo kim cương, rất là rẻ luôn các bạn ơi. Mình có được kha khá kim cương á mà không biết mà chết à, hình như mình không có nhặt mấy trái táo thì phải. Đợt trước đi khám phá mình gặp quá trời táo mình mà mình không có lượm á. Trời ơi, hay gì nó làm từ những cái viên kim cương à. Được á, để bây giờ mình sẽ mang theo một mớ kim cương đi, khoảng nửa stack khối kim cương cho vào cái chỗ này để có gì mình còn chế tạo thêm táo kim cương và ăn nhá. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn theo một người bạn nữa, đó chính là cái bé rồng, để một xíu mình có thể triệu hồi ra và dẫn bé rồng đi khám phá luôn. Giờ thì mình cần phải trở lại cái ngôi làng của mình một tí, vì bên ngôi làng á thì mới có cánh cổng dẫn tới cái khu rừng hoàng hôn cơ. Đây nè. Và trước khi qua bên bển thì mình sẽ lấy cái đầu rồng ra và đội một cái, cũng như là lấy cái cây gậy triệu hồi sấm sét để mình có thể tấn công tầm xa với những mục tiêu mình mạnh nhá. Giờ thì qua bên bển thôi nào. Và khi qua bên này thì mình cũng cần phải lưu ý một điều á là mấy con quái bên đây khá là mạnh đó nha. Bất cẩn một tí là chết như chơi á. Rồi và khu vực đó mình tự đặt tên đó chính là làng nấm, vì bên này á, ấy dù trời, vì bên này á mình thấy có rất là nhiều những cái giống như là tòa nhà bằng nấm vậy đó, nhưng mà nó đang xen với nhau tạo thành một cái ngôi làng giống như vậy nè. Nhìn rất là đẹp luôn và như trung tâm là một cây nấm bự thì phải. Để bây giờ thì mình sẽ tìm đường và vào bên trong nhá. Ơ nhưng mà hình như cái này nó không có cửa thì phải á, để mình để bé mèo xuống coi. Ủa, hình như cái này nó không có cửa vào trong rồi, toàn là mấy cái thân nấm ít. À, nó có cửa nhỏ kìa, nhưng mà phải nhảy lên cơ. Ui dù trời, ủa cái này nhiều lỗ thế. Đi lọt hố hoài luôn à. À, coi có cửa vô không ta.
Ủa cái nhà bự vậy chẳng lẽ không có cửa nha. Ủa nhưng mà xì lam ở đâu ra vậy? Ủa hình như dưới dưới cái cây nấm này á thì nó sẽ có những cái con slam màu màu xanh nước biển này thì phải. Ủa mình thấy có rất là nhiều những con slam nó ở phía dưới luôn nè. Ồ được quá chứ. Ồ để bây giờ kìa kìa. Nó có cái cửa nhỏ kìa các bạn, nhưng mà nó bắt buộc mình phải nhảy lên rồi. Chứ giờ mình đâu có đường nào khác để đi vào đâu. Hay là mình dùng gepo ta. Ok chắc mình sẽ dùng gepo để nhảy lên trên đi, chứ mình không có tìm được cửa để đi lên á. Rồi và ủa ê, cái này có đó sai sai vậy phải. Hình như cái này nó xây thiếu rồi nè. Nó xây thiếu cái đường đi lên. Xây không như vậy thì đường đâu mà đi lên. Ý trời ơi, còn làm đường kiểu ngược ngược nữa. Phải làm ấy trụ trụ ui té à té. Phải làm đường kiểu kia kìa, làm vậy thì sao có thể đi qua được. Nó phải gì mới đúng nè. Trời ơi làm cái cầu. Bó tay luôn á. Vào phía bên đây coi. Ui gần tới chỗ cao nhất rồi kìa. Đó cái này nó lại không có đường đi lên nữa nè. Bắt buộc mình phải dùng cái gepo để trèo lên trên á. May mà mình có gepo, nó không thôi không biết sao mà lên trên nữa. Ui chỗ này xây gì kỳ vậy. Hình như chỗ này nó bự thôi chứ nó không có rương các bạn ơi. Hình như chỗ này không có rương rồi. Để mình tìm coi cái cây bự nhất là cái cây ở giữa đúng không? Cây bự nhất là cây ở giữa, đây 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 cái cây giữa nè. Coi coi nó có rương không nhá. Ui cái chỗ này bự vậy chẳng lẽ không có rương ta? Ấy da buồn vậy. Chỗ này bự thiệt á chứ, nhưng mà nó không có cái rương nào cho mình hết luôn á. Trời ơi là mình cứ nôn nóng mà đi qua đây ai về không có cái rương để lấy nữa. Hướng này coi. Hướng này còn không có rương luôn, gần tới chỗ cao nhất rồi đó. Ê, không có nào không có rương mà cái căn phòng cao nhất đó lại có con boss không? Có con boss là mệt mỏi luôn á. Chỗ cao nhất là chỗ bên kia, để bây giờ mình sẽ dùng gepo một phát trèo lên trên luôn đi. Mình định khám phá lần lần á để có thể tìm được những cái rương ở từng căn phòng, ai về trong này không có cái rương cho mình nữa. Ui đó vậy hình như trong này nó còn bị đặt đặt ruột cơ. Trời da. Mình bị dụ rồi. Ui nè các bạn có thấy không, trong này nó bự thiệt á nhưng mà nó không có cái rương hết luôn. Ui đúng buồn luôn. Thôi giờ thì chắc mình sẽ tìm một cái đường nào đó đi 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 ra ngoài và tiếp tục khám phá ở cái thế giới Twilight Forest thôi. Và mình cũng có đi xung quanh đây á để tìm một vài cái con boss, trong đó mình vô tình phát hiện được cái đâu ta, đây 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 trước mặt mình luôn nè, đó chính là cái chỗ của cái con rồng Hydra á. Vì con rồng Ender thì mình không có hãy test được sức mạnh nên mình quyết định sẽ tìm con rồng Hydra ra để test sức mạnh nhá. Mình cũng gần tới cái chỗ đó rồi nhưng mà hình như mình còn chưa mở khóa được một cái thành tựu nào hỏi sao ấy. Tại vì hình như trước khi đánh con rồng Hydra ra thì mình phải mở khóa một cái thành tựu nào đó để cho nó mở khóa cái phần kết giới trong này ấy. Ôi trời ơi. Này hình như vô đây mình bị cháy nè các bạn có thấy không? Để coi coi hình như mình có mang theo cái bé đường rồi, đây đây đây, đây. Bé đường đây. Mình có mang theo cái set đồ bedrock nè, để bây giờ thì mình sẽ mặc full vào á để đừng cho nó bị dính cái hiệu ứng từ cái kết giới nhá, để không thôi bị cháy hoài thì mất máu dữ lắm luôn á. Rồi coi nào. Chỗ con rồng đó đâu ta? Nhìn trên bản đồ thì đây chính là chỗ của con rồng rồi. Ok kìa 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 kìa, tới rồi tới rồi. Ý nhưng mà khoan, có không ta? Mình sợ. Ý kìa 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 đúng rồi. Ui xuất hiện luôn, xuất hiện luôn. Không biết bây giờ mình đánh nó có mất máu chưa nha. Để mình dùng thử nha. Bật Haki lên nè. Rồi sau đó kết hợp với nó còn dướng nè. Nó còn dướng cái phần kết giới nè các bạn ơi. Ui không xi nhê luôn. Ồ bị dướng kết giới nên không có thể đánh được á. Hình như mình phải ăn một cái bát súp gì đó thì phải. Hình như là vậy rồi. Bát súp của cái con đó là cái con gì ta? Cái con boss bò nấm á. Ok để bây giờ mình sẽ tìm cái chỗ con boss bò nấm cái đã, để đánh nó và tìm bát súp thôi. Chứ bị dính kết giới với lại có cái phần phong ấn thì hơi bị khó đánh luôn. Đi tìm một lúc thì cuối cùng mình cũng tìm được chỗ của con boss bò nấm rồi các bạn ơi. Mình cần phải đập cái này ra một cái đã.
Rồi, mở ra được đường rồi. Giờ thì mình sẽ nhanh chóng đi tìm chỗ trung tâm ở phía dưới nhá. Hình như mình phải xuống 2-3 lần nữa thì mới tới chỗ của con boss màu nấm thì phải. Phía trên thì nó cũng không có đồ xịn gì đâu, nhưng mấy cái rương này nhiều khi có mấy cái đồ loại khoáng sản cần thiết của mình á. Có cái bọc bơi lửa này, cái này lấy được. Rồi, giờ thì mình sẽ đi tìm chỗ để đi xuống tầng dưới nhá. Ui trời trời. Đi một đoạn thì mình gặp được mấy cái anh người người bò rồi nè, nhưng mà mình có thể dùng sấm sét để kết liễu mà không cần phải dùng mấy cây búa hay rìu. Ui. Mấy anh này thấy vậy chứ hút đầu lắm luôn á. Và nó đưa ra những cái thịt này để mình ăn thử rồi được không? Tại vì trong đây có một cái thành tựu nào đó mình bắt buộc phải ăn cái đó là cái bát súp hay miếng thịt gì đó mình cũng không nhớ rõ nữa, để có thể đánh được con rồng Ender. Ủa, à không, rồng Hydra chứ. Và trong này nó có mấy cái rương nè. À, được cái ổn với cái nón Steel Leaf. Ây dù, hung dữ nè, bật Haki lên quýnh người luôn. Bật Haki là một cái rồi. Này thì chống chống nè. Ở đây có spawner mình sẽ thành thủ đập luôn nhá. Với lại kiếm thêm một ít kinh nghiệm các bạn ơi. Và trong này có món đồ gì nào? Ấy hung hung hăng nè. Vẫn không cái chừa tội hung hăng. Vô đây hút ai hút ai? Hút nè, hút mà hút cũng hụt nữa. Mấy này hút toàn hụt lắc không à. Rồi trong này coi có rương không, có đồ không. Lại lại mấy cái thức ăn kia à. Ấy trong đây nó có cái rương nè, kiểm tra nốt luôn coi. Là có một ai quên ấy, trời trời mà đập lén rồi. Và nãy giờ mình đi mình vẫn chưa tìm được cái đường xuống dưới nữa ta. Không biết cái đường xuống dưới nó để đâu nữa mà mình tìm mãi chả thấy nữa. Ok, để mình giờ mình đi thêm một đoạn nữa coi coi có gặp được cái đường xuống phía dưới không nha các bạn. Và cuối cùng thì cũng có đường đi xuống phía dưới các bạn ơi. Đây nè. Dấu gì mà dấu kỹ dữ không biết nữa. Xuống đây thì nó bắt đầu có một cái lớp sương mù nhẹ nhẹ rồi đó, để cản trở tầm nhìn của mình. Ồ, lại là một cái căn phòng nữa nè. Bên dưới này coi có tới cái chỗ con boss chưa ta. Ui, à, vậy là gần tới rồi. Chỗ con boss nó cũng tương tự như cái khu vực này nè, nhưng mà nó sẽ bị rào lại ở tất cả các hướng luôn á. Ui, gần tới rồi nha. Để bây giờ mình sẽ đi thêm một đoạn nữa coi coi có đủ may mắn để. Ý, vừa nói chứ câu gặp luôn rồi nè. Được thiệt sự, giờ mình sẽ bước những thứ không cần thiết ra ngoài đi. Rồi, và sau đó vô trong chiến đấu á, với cái con boss này luôn. À, hắn ta rung rêu á. Rêu thì mình dùng rêu, sợ gì, ăn trái táo này vô cho đỡ sợ coi. Rồi, và mặc hai kỳ các kiểu lên. Giờ chiến đấu với người luôn nè, đúng sắp lá cả với người luôn. Đừng có ỷ có rìu xịn là mình sợ đó. Ủa, vậy là mình chỉ cần giết cái con này thôi là sẽ mở khóa thành tựu luôn nè. Có cái bát súp nè các bạn, mình ăn cái này á thì mình sẽ có thể bước vào và đánh với cái con rồng Hai Rai. Và trong này nó có cái thanh kiếm Ai Quên nè. Đây là đồ của thế giới Twilight Forest, một loại thuốc hồi máu. Ý đi chết rồi, hình như mình hết cá rồi. Mình hết cá mất tiêu rồi. Bé mèo của mình giờ hết cho mình nhìn trong bóng tối luôn. Hơi bị buồn á. Nhưng thôi đi, không có bé mèo thì mình cũng sẽ cố gắng đi khám phá thôi chứ biết sao giờ. Rồi cái nón này có cho mình nhìn trong bóng tối không? Nón rồng thì không có cho mình nhìn trong bóng tối. Rồi giờ tới tôi luôn rồi, không biết sao đi lên nữa. Ok, giờ mình sẽ cố gắng đi tìm cái đường để có thể trở lên trên và lại cái hang rồng nhá. Mình đang tìm đường để trở lại cái chỗ của con rồng Hai Ra các bạn ơi. Và trước khi bước vào bên trong á thì mình muốn trang bị cho mình những cái kỹ năng của trái Yami mà lần trước mình chưa có dùng á. Ở đây thì mình sẽ loại bỏ bớt cái phần Gepo đi, là bố một ít cái chiêu Gepo với chiêu Rocket, và mình sẽ thay vào đó là cái skill gì đây ta, Black World được không nhờ, hay là Dark Matter. Ok, Dark Matter với Kurouzu đi. Hai đây là hai cái năng cơ bản của trái quỷ Yami á. Rồi và một xíu thì mình sẽ trang bị thêm các kỹ năng Black World xem nó như thế nào luôn nhá. Và mình đã tới cái hình như cái hang rồng rồi nè. Đó, bây giờ cái phần phong ấn nó cũng đã được bỏ đi, và con rồng nó làm gì mà bị mất máu vậy. Không hiểu luôn á. Rồi bật hai cây vũ trang lên nè và test thử cái kỹ năng cái này là Dark Master nè. Dark Master, bùm. À, sẽ chọn ra một cái quả cầu bóng tối kìa. Kỹ năng đầu tiên của mình á, thì là sẽ giúp mình sao ta? Kiểu như là hút kẻ địch lại phía gần mình đó các bạn ơi.
Ui, hút không tới, hút không tới. Để hút lại coi. Ui, đợi cho nó hồi chiêu cái đã. Ui, vì là mỗi mục tiêu thì mình chỉ có thể hút được một lần thôi. Ra là vậy. Rồi, ăn cái bát súp vào thì... Ui, sao nó không cho mình chơi gì chơi vậy? Ủa kỳ ta. Ăn cái bát súp cho đã và nó không cho mình thì ứng gì trơn á, buồn ghê luôn á. Rồi, Dark Master thì một lần nữa nè. Ui, nhưng mà hình như mấy quả cầu đen này nó... Nó không có bị... Ý, nó có mất từ từ các bạn ơi. Nè, nó đang bị mất từ từ nè. Ồ, tưởng đâu nó là một cái block ha, vô hạn luôn chứ. Hay là cái này nó sẽ hút dần sức mạnh của gia đình ta. Ui, kìa. Hình như đang hút dần sức mạnh kẻ địch á. Để bây giờ mình sẽ thử sao ta, kiểu như là nhốt cái con rồng này bằng những cái khói hắc ám đó nha, khói màu đen đó nha. Đây, khói, nó đặt giữa không trung luôn kìa. Làm lại, đến khi nào mà ha, nhốt chết cái con rồng này thôi. Và giờ mình sẽ cho tên này nếm mùi sức mạnh trái Gomu trước cái đã, trước khi tiếp tục sử dụng năng lực của trái Yami. Cái mùi của mình kìa, tung chưởng phát nào là thốn phát đó các bạn ơi, mất hết cái đầu luôn rồi. Và nãy giờ chỉ là gear top thôi đúng không, giờ thì mình sẽ bật gear 4 lên nhá. Và gạt tinh gân bùm bùm cực kỳ mạnh luôn. Ý, nó gãy hết cái đầu giữa rồi, mình sử dụng nhớ thêm một kỹ năng nữa. Giờ cái gear 4 của mình sử dụng cũng khá là lâu các bạn ơi, nhưng mà giờ thì nó đang trong giai đoạn hồi chiêu rồi, thì mình sẽ chuyển sang năng lực của trái Yami tiếp đi. Mình sẽ trang bị vào kỹ năng Black World. Black World, bùm. Ui. Ủa, cái kỹ năng này mình chưa hiểu công dụng của nó đây làm gì hết á. Black World thêm một lần nữa nè. Hình như nó sẽ làm kẻ địch yếu đuối thì phải các bạn ơi. Không không, chỉ làm kẻ địch bị mù lòa nè. Rồi đào chậm và kiểu như là sao ta. Ừ đúng rồi, chỉ có ba cái hiệu ứng đó hả, chứ không có yếu đuối luôn. Ui, tính ra cái trái quỷ này nó cũng không không tốt trong thực chiến cho lắm á. Mình thấy trái Gomu vẫn là có tác dụng thực chiến nhất. Cứ bật bật mấy cái gear lên đó rồi quẩy thôi. Và nó còn có xíu máu ha, để mình kết liễu nó luôn. Combo hai skill liên tục, bùm bùm. Ý, gần chết rồi kìa. Nó còn có cái đầu, ý. À, mọc đầu à. Mọc đầu nè, cho ăn piston chết luôn. Cho người nếm mùi, gát tiếng gánh. Chết rồi. Ui, được thiên sự các bạn ơi. Và nó đang bị phá hủy từ từ và... Chuẩn bị nè. Đó. Xong rồi. Và mình được cái gì đây? 30 thịt, 30 cái miếng thịt con rồng mà hai ra, một cái trophy luôn. Tiếc cũng nghèo. Như vậy thì với năng lực của trái Gomu cũng như là trái Yami á, thì mình có thể dễ dàng đánh bại được một cái con rồng cực kỳ mạnh, giống như là con rồng Hydra vậy á. Và theo như mình đánh giá thì con rồng Hydra sẽ mạnh hơn rồng Ender, mà mình còn đánh bại được, vậy là con rồng Ender sẽ không có tuổi với mình luôn. Rồi giờ ăn trái táo nè, rồi sau đó chắc mình sẽ trở về để đi tìm kho báu thôi. Đánh rồng tới đây là đủ vui rồi. Giờ thì hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở về nhà và dọn dẹp đồ nhá. Trước khi lên đường đi tìm kho báu thì mình sẽ treo cái đầu con rồng Hydra lên đây. Đó, vậy là cái phòng trưng bày trái quỷ của mình nhìn nó sẽ lộng lẫy hơn rất là nhiều. Nhưng mà treo đó thì chưa thích hợp cho lắm, treo đây đi. Đó, đây thì nó sẽ ok hơn nè. Sắp tới nếu mà mình có cái trophy nào khác á, thì mình sẽ bắt đầu treo tiếp lên nhá. Càng nhiều thứ trang trí trong căn phòng này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn các bạn ơi. Rồi giờ thì chắc mình sẽ lấy những cái con cá mà hồi nãy mình có tìm được ở phía dưới thế giới kia, được hai con thôi. Cho bé mèo mình ăn no bụng trước cái đã. Còn lại sẽ nhét vô cái feedback nè. Rồi và bắt đầu chuyến khám phá trong ngày hôm nay thôi. Đầu tiên thì mình sẽ để ra một cái bé rồng nhá. Búp. Đó, lần này là rồng Ender đen rồi. Và bắt đầu đi thôi. Mình cũng chưa biết đi về hướng nào cho tốt nữa. Hôm nay mình đi về phía dưới nhiều rồi đúng không ta? Hay là hôm nay mình sẽ đổi gió đi lên trên đi. Phía trên thì có rất là ít khi mình đi nè. Được ở nha, phía trên cũng là có biển nữa. Ok, giờ thì mình sẽ bắt đầu lên đường đi về phía bắc nha, để có thể bắt đầu chuyến khám phá trong ngày hôm nay thôi. A few inches later. Quý Ui, hình như tàu này mình chưa đi khám phá nè. Được nha, hôm nay mình có một mục tiêu đó, đó chính là mang cái em rồng an toàn trở về, không như mấy lần trước nữa.
Và trước tiên thì mình cần quay xuống đây để đánh bại hết mấy tên hải quân trước cái đã, sẵn tiện cày thêm cái mức tiền truy nã. Tại vì hiện tại thì mức truy nã của mình mới ở mức 40 mấy ngàn Belly thôi các bạn ơi, còn khá là ít á. Mình muốn đạt tới cột mốc là 100.000 Belly cơ. Rồi bật ha, kia thớt lên nè, và Piston có một tên đi Đức và Gatlingen, bùm 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 nát con thuyền luôn. Này thì dám chống nè, lúc trước mình chỉ đánh hải quân thôi đúng không, giờ mình á vừa cướp tàu ha và vừa đánh hải quân luôn. Để tăng cái tiền truy nã nhanh lên một xíu, trang bị Gepo nè, cái này thì trang bị cái kỹ năng rocket đi. Không ra mình rất ít khi dùng cái rocket luôn á các bạn ơi, tại vì mình thấy cái ý. Ui, chưa hết thư chị nã tới hả? Nhanh vậy, coi coi nào, lần này được bao nhiêu Belly đây? Để mình trang bị xuống cái. Ui, nó lên 43.000 Belly rồi. Ồ, được đó nha, tăng tăng được 1.000 so với lần trước. Phía bên này á, nó vẫn còn một cái tàu hải quân này các bạn ơi, để bây giờ mình sẽ qua đây và đánh nó luôn. Ui, hên là không có trúng bé rồng của tôi. Trúng bé rồng của tôi là tôi đơm ông nữa đó, đừng có đùa. Đây là cái tàu của mấy cái tên hải quân này đúng không? Cảm tội ha, suýt nữa thì quýnh trúng bé rồng của mình. Nên mình sẽ cho nếm mùi gác tinh ganh nè. Sẵn tiện xuống đây và lấy rương kho báu luôn. Đi ra chỗ khác đi mấy con tên này. Rồi cái rương này thì không có rương trái quỷ. Ấy, ôi vậy là cái tàu này bự vậy, bự như vậy mà không có rương trái quỷ à. Chơi mà chơi lừa người khác nè. Lừa hả, dám dám lừa người khác hả? Mình sẽ kết liễu hết luôn cái tội lừa mình nè. Rồi và đằng này hải quân à, đô đốc hải quân mình không cần bật ha, haki lên luôn, đừng có chống nè. Rồi mình sẽ kết liễu nhanh mấy tên này rồi tiếp tục đi khám phá nhá. Hình như hồi nãy đi mình quên theo mang theo cái bé giường á, nên giờ mình không có ngủ được các bạn ơi, trời cũng tối mất tiêu rồi. Ok, để bây giờ mình sẽ tiếp tục trở lên trên và đi tìm một cái tàu mới để đánh chiếm thôi. Ui, biết rồi mình mất hết 2 máu nè. Trời ơi, mình đã cố gắng lắm rồi đó, mà vẫn bị em rồng vẫn bị mất máu á. Ok, giờ thì tiếp tục đi thôi. Bay được một đoạn thì mình lại gặp thêm một cái tàu hải quân khác rồi các bạn ơi. Có vẻ cái hướng này á có rất là nhiều tàu hải quân luôn á. Đằng kia cũng có. Ui, chưa, mình chưa bật haki lên, tại vì ở dưới này á mình đang bị mất máu nên cần phải bật haki để tránh trường hợp bị mấy tên này hay đánh ngất xỉu các bạn ơi. Và mình sẽ coi nào, ui hình như mình để mấy cái mấy cái kim cương ở nhà hay sao rồi. À không, khoan, kim cương mình có mang theo mà mình để trong bé rương á. Bây giờ mình sẽ làm cho mình ớt cái trái táo kim cương nhá, ăn cho nó xịn hẳn các bạn ơi. Đây nè, có cả đống luôn, tranh thủ thôi. Đó. Rồi giờ thì đã có táo kim cương rồi, một mình có thể chấp cả đống tên hải quân trong cùng một lúc luôn mà không sợ bị quýnh chết nè. Đó, có hấp thụ liền. Quýnh đâu có si nhê đâu. Và các ngươi biết cái giá phải trả kìa mà. Chọc giận ta rồi đó. Dám quýnh hội đồng mình xuống đây. Mình không cần bật haki lên luôn. Đừng có đùa. Rồi và trong này, ui trời, à dám dám quýnh mình nữa hả? Con xuống đây, con xuống đây nè. Và trong này có rương không? Ui nãy giờ mình đi ba cái tàu bự rồi đó mà không có cái rương chứa chát quỷ nào luôn, buồn thiệt đó chứ. Để coi cái con tàu bên đây có không nhá. Tàu này là tàu thứ tư rồi đó mà không có là ha, biết mình nhờ cái nào rồi. Rồi đầu tiên thì cho bé rồng mình ở đây để tránh trường hợp bị mấy tên đô đốc hải quân. Trời ơi, còn quýnh mấy rồng của mình nữa. Mấy rồng mình đâu rồi? À đây đây đây. Ui, quýnh mấy rồng mình còn 30 máu. Tên này người phải chết. Dám quýnh mấy rồng của mình. Ý cái tên luôn á, mình cưng như trứng hứng như hoa luôn mà. Dám quýnh như vậy, bó tay mấy tên này liều mạng. Ở trong này coi coi có cái rương chứa trái quỷ không? Không có nữa rồi. Sao buồn vậy ta? Nãy giờ mình đi 4 con tàu rồi đó mà không có con tàu nào chứa rương trái quỷ nữa, lại gơi ra quần làm gì. Cái tên này thích gơi ra quần lắm luôn á. Rồi mình sẽ kết liễu nhanh mấy tên này bằng Gatlingen cũng như là Piston nhá, rồi sau đó đi tiếp thôi. Mấy cái tàu này nó không có cho mình trái quỷ nên mình không có thích ở lại cho lắm, qua đây luôn đi. Ý mình một quay lại mà bé rồng mình nhắm mất thêm miếng máu nào mấy tên đó mìm mình với mình. Rồi và xuống đây coi coi có rương trái quỷ không. Tên thuyền trưởng này đi ra chỗ khác, chỗ ta lấy đồ nào.
đi ra chỗ khác rồi đi xuống dưới nhanh và kiểm tra. Và con tàu này tại không có rương trát quỷ rồi, mấy tên này nghèo quá à, không cho mình nổi một cái rương trát quỷ luôn ấy. Thôi nên mình sẽ đánh nhanh rồi qua bên với bé rồng của mình thôi nào, kệ mấy tên đó đi. Ý trời ơi, dám quýnh bé rồng của mình, cái tên nào à, tên ai này thật, bào thủy đi ra chỗ khác, không có chuyện của ba. Đâu rồi tên đồ đốc hay quân rồi, dám quýnh bé rồng của mình, dám quýnh bé rồng của mình, cái tên này liều thiệt á chứ. Quýnh quýnh không thích quýnh không, mình đó không không muốn muốn đánh tiếp rồi mà cứ quýnh mấy rồng mình, còn có 18 máu luôn, bó tay thì chứ. Ui chết rồi, mình không có thuốc hồi máu á, không biết sao để cho bé rồng mình hồi máu nữa. Ui bé mèo hết thức ăn rồi, nó không cho mình nhìn trong bóng tối nữa, cố gắng đi khám phá trong cảnh tối thui như vậy thôi chứ biết sao giờ. Đừng có xuống em ơi. Cái này là con nhện nè, nó tính là bé rồng mình chứ. Rồi giờ thì vô đây nhanh nè. Ôi trời trời, hung hung hăng hả, hung hăng hả, hung hăng bis biston vô mặt nè, cái tội hung hăng. Rồi đánh nhanh xuống dưới thôi, đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Và có trát quỷ không, hơi bị buồn ấy, nãy giờ đi 5-6 con tàu rồi chứ bộ, ở đây nè. Phải như vậy chứ. Y y này thì hỗn xược nè, đô đốc hải quân còn không dám chống với mình mà mấy tên này dám chống với mình. Rồi giờ thì mình sẽ đánh nhanh cái tên này rồi đi tiếp nhá. Để không hồi bé rồng mình á bị mấy tên kia đánh thì tội nghiệp lắm. Và thì nãy giờ thì mình cũng tìm được một cái rương bạc đầu tiên, hy vọng rằng phía trước mình vẫn còn nhiều con tàu khác để mình có thể tìm thêm rương kho báu các bạn ơi. Phía này vẫn còn một cái con tàu hải tặc á, nên mình ui trời không được không được không được rồi, tình hình này không ổn rồi, mình phải để cho bé rồng mình thiệt là trên cao nè, nó để tránh trường hợp bị mấy tên hải tặc cũng như là hải quân đánh cho mất máu ấy, chứ mình muốn bảo vệ mấy đến khi trở về cơ, được tình luôn ấy. Rồi và phía dưới này coi coi có rương rác quỷ không, mấy tên này ha cho biết mùi rác tinh ghen của mình. Một phát ha, nổ banh luôn. Và có không, ý được một cái rương bạc nè. Ồ được được đó nha, được hai cái rương bạc rồi. Để cứu mèo. Nãy giờ mình tìm được hai cái tàu mà không tàu nào có trái quỷ hết trơn á, buồn ghê luôn. Để qua đây coi, đây là một con tàu bự. Ui trời, ui trong này còn có em Hi Hippocam nữa. Và trong này có, ừ được rồi. Được một cái rương bạc và một cái rương gỗ các bạn ơi, khá là tốt đó. Nên mình sẽ đánh nhanh mấy tên này để đi tiếp qua những con tàu khác nhá. Hấp dẫn thiệt sự. Mấy tên này đi ra, đừng có ăn hiếp em Hi Hippocam. Đừng có ăn hiếp em Hippocam nha, không bật ha ria thớt quất các người luôn nè, cái tội ha, dám ha, dám bắt cóc em Hippocam. Rồi và sau đó qua cái con tàu lân cận thôi, tàu này mình chưa khám phá nè, để được nhanh nhập nhập nhanh xuống phía dưới và kiểm tra nó không có rương trái quỷ rồi. Ok nếu không có thì mình sẽ đi qua cái con tàu kế cái đã, chuẩn bị cho người đếm mùi sức mạnh và có rương trái quỷ không, một cái rương bạc nữa. Hấp dẫn thiệt sự chỗ này. Chỗ này thì không có rồi. Và nãy giờ thì mình tìm được tới tận 4 cái rương bạc lận các bạn ơi. Cực kỳ xỉn luôn. Nên mình sẽ tặng mấy tên này một pha Gatling Gun nữa nha. Rồi và bye bye mấy người nha, mình đi tiếp thôi. Trở lại với bé rồng của mình. Để mình nhớ coi, như bé rồng của mình để bên tàu nào ta. Ý chưa 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 chưa, cái tàu này mình vẫn chưa khám phá nè, suýt nữa thì bỏ sót một cái con tàu hải quân rồi. Vô luôn. Và không có rương trái quỷ rồi, nhưng mà không sao, mình vẫn á vẫn tặng mấy tên này một pha ha combo thẳng vô mặt nè. Rồi kệ mấy tên đó đi, mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm những cái tà tạc khác thôi. Được 4 cái rương bạc là thấy vui rồi đó. Ồ khi mình trở về thì lại có một cái lá thư truy nã nữa nè, mình sẽ tạm thời cất cái lá thư truy nã cũ qua đây đi và nhặt vô mấy cái mới, xem coi mức giá truy nã mới của mình là 47.000 Bailey rồi. Ui nó tăng nhanh thiệt sự các bạn ơi. Được 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 đó nha. Rồi đúng là ha, tích cực ha, cày những cái tên hải quân thì mình sẽ nhanh chóng tăng mức giá truy nã ha. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi về hướng bắc để tìm những cái con tàu khác thôi nào. Mới bay được một xíu thì mình lại gặp thêm một cái con tàu hải quân rồi nè các bạn ơi. Sẵn tiện quýnh thêm mấy anh để tăng cái tiền truy nã lên thôi.
Ấy da trời, may mà lần này mình rút kinh nghiệm mình cho bé rồng mình lên trên á. À, dám quýnh bé rồng của mình hả? Làm miếng thịt rồng hay ra coi. Cho nó no cái bụng cái đã, và sau đó xuống dưới bật bật ghi lên hay quýnh thẳng cho mặt với tên này. Dám quýnh bé rồng của mình hả? Các người, cho các người liếm mùi sức mạnh của tha nè. Càng ngày á thì năng lực trát quỷ của mình nó sẽ càng xịn hơn á các bạn ơi, nên việc tiêu diệt mấy cái tên đô đốc hay quân nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và mình lại có thêm một cái rương bạc nữa và nâng cái số rương mình có được lên con số 5. Ngày hôm nay khá là may mắn đó với mình luôn á, tìm được rất là nhiều rương bạc luôn. Mấy lần trước toàn là gương gỗ không nè. Và nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình tìm được một cái rương vàng đó nha. Nên mình sẽ tiếp tục đi đến những cái con tàu kế tiếp. Và lần này có hai cái con tàu, ba con tàu. Ui được á, ba con tàu kế bên luôn. Em rồng cứ rảnh đi, anh sẽ xuống dưới đây sửa đẹp mấy tên này và trở lại với em. Rồi, các người đứng chụm chụm lại đi, mình quýnh một thể cho nó nhanh. Rồi, cho cái người nếm mùi nè. Có rương trái quỷ bên trong không? À, không có rương trái quỷ rồi. Nhưng không sao, cạnh đây vẫn còn hai con tàu lặn nên mình vẫn còn hy vọng. Cho các người nếm mùi nè. Đó, đừng có đùa nha ông. Đừng có đùa nha ông. Rồi, và tên này, chưa xi nhê hả? Chưa xi nhê hả? Chưa xi nhê thì cũng phải xi nhê rồi, trong này. Lại là một cái rương gỗ. Nói chung thì có rương là vui rồi, không nhất thiết là phải rương xịn đâu. Và ấy, mình hết dùng ghia được rồi. Dùng nhiều quá nó bị mệt á, nếu không một hồi nó chóng mặt nữa thì mình không có đi tiếp được đâu. Và phía này vẫn còn hai con tàu liền, hấp dẫn. Để coi coi con tàu bên phải là một con tàu hải tặc, coi coi nó có ra một cái rương trát quỷ không nhá. Là một phát ít à, chơi lớn rồi, lớn rồi mà vẫn chơi đánh lén. Cái tội đánh lén là ha, quýnh mềm mình liền. Và mấy tên này cũng đi theo tên thuyền trưởng đi. Ui dưới này còn đông vậy. Ui phía dưới này vẫn còn đông lắm các bạn ơi, mình phải liên tục sử dụng Gatling Gun thôi, cũng như là Piston nè. Kiểm tra trong này lại thêm một cái rương gỗ nữa. Ui may mắn á nha, có vẻ cái con tàu gần đây thì nó khá là may mắn, hình như ra những cái rương rất là cao, được tỷ lệ ra rương rất là cao luôn. Nên tranh thủ xuống dưới và tìm tiếp thôi. Và ui mới khen con xíu thôi đã không ra rương nữa rồi nè. Buồn vợ. À, nói chung thì đánh nhanh với tên này rồi đi tiếp thôi. Mình đã trở về nhà rồi các bạn ơi, và cũng như là dọn dẹp đồ xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy những cái chìa khóa. Ý, hình như mình hết chìa khóa hay sao rồi á. Để mình đổi ra một ít cái phôi vàng rồi sau đó làm thêm chìa khóa để mở rương trong ngày hôm nay nhá. Hôm nay thì hình như mình có tổng cộng tới 8 cái rương lận nên tao hồ mà mở luôn. Rồi, và mình đã có được những cái chìa khóa. Và đồng thời thì mức giá trị nã của mình đã tăng lên đó, nên mình sẽ thay đổi một xíu đây nhá. Dán mức giá trị nã mới nè, 47.453 Bailey luôn. Và cái bé rồng của mình lần này sẽ không có bị hy sinh như mấy lần trước nữa. Yay, vậy là mình đã có thể bảo vệ được người bạn cho đến khi trở về nhà rồi. Tuyệt vời ghê luôn á. Cái này thì không cần nữa, nên mình sẽ bước ra ngoài nhá và bắt đầu mở rương kho báu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ mở những cái rương gỗ trước đây, rồi cái đến là những cái rương bạc để cho nó hấp dẫn nhá. Và mở luôn nè, cái đầu tiên. Búp. Ui, nó bị trùng mất tiêu rồi. Mình có tới tận hai trái Horonomi rồi á. Buồn người ta. Nhưng mà không sao, mình sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục mở cái rương thứ hai. Búp. Nữa. Cái thứ hai thì lại là trái Barry Nomi. Mình đã sở hữu tới 4 trái Barry rồi á, 3 trái ở đây và 1 trái phía dưới. Sao nhiều Barry thế nhờ? Nói chung thì rương gỗ rất là dễ bị trồn luôn. Để mình thử xuống dưới này nè, có cái những trái quỷ xịn dưới này thì hy vọng sẽ may mắn hơn một tí. Và mở cái thứ ba. Cái thứ ba là trái Suke, trái cho mình năng lực tàng hình á. Trời ơi, buồn ghê luôn. Rồi, mình đã mở hết những cái rương bạc rồi. Giờ thì bắt đầu mở những cái rương gỗ thôi nào. Và cái... Ủa? Mình đã mở hết cái rương gỗ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mở những cái rương bạc thôi. Và cái rương bạc đầu tiên. Búp. Úi, lại ra một trái Tori Nomi nữa nè. Vẫn là model Phoenix. Vậy là bị trùng mất tiêu rồi. Không sao, vừa sau đó cũng là một trái xịn nên mình sẽ tiếp tục mở cái rương bạc thứ hai. Ê, nãy giờ bị trùng hơi nhiều nha, chưa có trái nào mới luôn á nha, đừng làm như vậy mà.
cái bạc thứ ba nè. Lại bị trùng nữa. Gì trùng hoài vậy? Cái thứ tư nè. Tiếp tục bị trùng, trời ơi. Thiệt tình luôn á, mở có mấy cái rương thôi mà bị trùng hết rồi. Buồn thật sự luôn, cái cuối cùng. Búp. Trời ơi. Nó bị trùng nữa rồi. Không có một cái rương. Không có một cái rương nào cho mình trái quỷ mới luôn. Buồn thật sự các bạn ơi. Không hiểu sao nữa. Mình đã rất là cố gắng đi tìm những cái rương mà nó lại toàn ra những trái quỷ bị trùng. Bó tay thiệt luôn á. Rồi và ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu test trái quỷ trong ngày hôm nay nhá. Và trước khi test trái quỷ á thì mình sẽ xào cái backup lại để mình có thể tiếp tục với năng lực của hai trái Yami cũng như là Gomu nhá, vì mình khá là thích hai trái quỷ này luôn. Ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài và backup lại một cái trước khi trở lại và test trái quỷ nha các bạn. Rồi và mình đã trở lại rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ lựa ra một trái quỷ để mình sẽ bắt đầu test trong ngày hôm nay. Và trái mình dự định test đó chính là trái nào ta? Đây, trái lò xo thử đi. Thì mình thấy trái ấy hay là trái của tượng Phượng Hoàng Macro ta? Được nha, test trái Phượng Hoàng Macro cũng được. Vậy đây là một trái Mythical Zoan nè, cực kỳ hiếm luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nữa nha. Rồi giờ thì ăn luôn thôi nào. Đó. Và mình đã có năng lực của trái Tori. Và trái này thì có tới 6 kỹ năng lận nha. Kỹ năng đầu tiên hình như là biến thành Phượng Hoàng nè. Kỹ năng thứ hai hình như cũng vẫn là biến thành Phượng Hoàng. Thứ ba hình như là hồi máu thì phải. Thứ tư là hình như mình chưa biết. Tại vì trái này mình chưa ăn lần nào hết trơn á. Rồi và đầu tiên mình sẽ sử dụng kỹ năng biến thành Phượng Hoàng. Đó, Phượng Hoàng này biết bay luôn nha các bạn. Trái này ăn vào thì mình có thể thoải mái đi khám phá mà không cần phải cưỡi bất kỳ bé bét nào trợ giúp trong việc bay luôn á. Và tốc độ bay thì cũng gọi là khá là nhanh đi. Được thiệt sự. Rồi, dạng 1 đã xong, giờ thì biến thành Phượng Hoàng dạng thứ 2 nè. Đó, dạng Phượng Hoàng là dạng Phượng Hoàng đi được. Phượng Hoàng thứ 2 dạng này là kiểu như là người nhưng mà có đôi cánh á các bạn ơi. Giờ mình đang bị mất máu đúng không? Kỹ năng hồi máu. Đó, nó sẽ tăng tốc độ hồi máu của mình lên rất là nhiều luôn. Mà mấy thứ này quýnh không ngủm được mình luôn ấy. Rồi và kỹ năng thứ 3 và thứ 4 đã test xong. Giờ mình sẽ test thử kỹ năng thứ 5 nha. Kỹ năng thứ 5 nè. Ê, hình như phải biến thành Phượng Hoàng mới sử dụng được hay sao ấy. Giờ thì test kỹ năng thứ 5 thôi. Kỹ năng thứ 5 là chuyển ra một cái ngọn lửa các bạn ơi. Chưa, trước khi tiên thì mình cần hồi máu đó. Để cho đầy máu trước đi. Rồi sau đó test thử kỹ năng phun lửa nè. Phun lửa cái. Được khi sự. Và kỹ năng cuối cùng mà mình nghĩ đây là kỹ năng mạnh nhất của trái Tori á. Bật lên luôn nè. Ui. À, vậy là kỹ năng thứ 6 là mình sẽ tạo ra một cái vòng tròn lửa. Và cuối cùng mình sẽ đáp xuống và gây sát thương trong phạm vi á. Ui, kỹ năng này khá là mạnh đó nha. Để giờ mình sẽ tìm một cái con quái nào gần gần đây để mình có thể test thử coi. Ủa, hướng này hết mấy cái con cua hả ta? Hải quân ở đây thì mình đập hết spawner rồi, nên nhìn trong mấy con tàu á, đâu còn tên hải quân nào đâu. Đó, mấy trong đó nó sạch bách hết. À đây. Đây có mấy con cua nè. Rồi, test lại kỹ năng cuối cùng. Kỹ năng đặc biệt. Xoay. Ui. Kỹ năng của Phượng Hoàng Macro có khác, cực kỳ mạnh luôn. Ui, vì là chiêu cuối nó có thể kết liễu được mấy cái con quái nhiều máu như vậy trong vòng một nốt nhạc các bạn ơi. Làm lại nè, kỹ năng đặc biệt. Xoay. Rầm. Mất gần 80 máu lận. Ui, mạnh thiệt sự, nhưng mà cái kỹ năng này nó hơi yếu một chỗ là đòn cánh tay khá là tấp máu luôn các bạn ơi, đánh một lần nó không có xi nhê mấy tên này ấy. Thôi kệ đi, được cái này mất cái kia, biết bay mà nên nó sẽ không có tấn công bằng cận chiến tốt được. Nhưng mà nói chung thì trái này nó cũng rất là đa năng. Chết. Bay nhưng mà đụng nước nó cũng thành người lại à các bạn ơi. Nên cũng phải cẩn thận đó nha. Rồi giờ thì mình sẽ trở về nhà thôi.
Và vừa rồi thì mình đã test thử trái ác quỷ Tori của Phượng Hoàng Macro. Và theo như đánh giá của mình, đó là một loại trái ác quỷ rất là đa năng với công dụng giúp mình vừa có thể hồi máu nè, vừa có thể di chuyển tốt để đi khám phá, và vừa có thể tấn công nếu như có tên nào dám ca kẹo mình hay là đồng đội của mình, cực kỳ xịn luôn á. Và trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái rương kho báu mới, và mong rằng cái nhân phẩm của mình nó sẽ nâng lên một xíu, chứ nhân phẩm của mình nó hơi người thấp các bạn ơi. Mở hết 8 cái rương mà toàn 8 trái quỷ thơ hữu rồi, buồn thị sự luôn á. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.